Trong ngày hôm nay thì các thành phố của Philippines hưởng rất nhiều bởi siêu bão Gamuri. Rất may lúc này mưa đã ngớt và mặt sân tương đối ổn để tiến hành trận đấu U20 Việt Nam gặp U22 Singapore. Ở hiệp 1, Việt Nam bảo vệ cầu môn bên trái và nhỏ của bạn. Và như vậy là trọng tài người Kuwait, ông Amma Askanani vừa nổi tiếng gọi khai cuộc. Đức Chiến, Thành Trung. Trong ba trung vệ của Việt Nam, Đức Chiến vẫn đá bên phải, Thành Trung ở giữa và Ngọc Bảo, cầu thủ của câu lạc bộ Phú Yên, đá bên trái. Thành Trung. Thành Trung là người đã ghi bàn thắng rất quan trọng với hòa 1-1 ở trận đấu gặp Indonesia. Đỗ Hùng Dũng là người đá quả phạt góc chính xác và Thành Trung đã lập công. Đường chuyền dài của Đức Chiến. Đức Chiến là cầu thủ đa năng. Bóng được chuyền lên cho Quang Hải. Đây là Ngọc Bảo, cầu thủ đã chứng tỏ được khá nhiều trong các trận đấu đã qua. Số 12 của U22 Singapore là Bin Siarun. Pha cắt bóng an toàn. Một pha đeo bám tốc độ cao của Bin Suliman. Trong thành phần của U22 Singapore, dự SEA Games 30 có hai cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài. Đó đều là những người con trai của huấn luyện viên trưởng Phan Diamat. Tiền đạo Ichan Fandi đang chơi bóng ở Na Uy cho câu lạc bộ hạng 2 Raufoss. Trong khi đó đội trưởng Ichan Fandi thi đấu tại Thái Lan cho Pathum. Ở bảng B vào lúc này, Việt Nam và Thái Lan cùng có được 9 điểm. Indonesia đang có 6 điểm. Đội Lào đang được 4 điểm. Singapore mới chỉ có 1 điểm, còn Brunei chưa có điểm. Singapore và Brunei là những đội chưa có bàn thắng ở SEA Games lần này. Ngày hôm nay, tổng B của bóng đá nam SEA Games 30 không có trận đấu nào. Như vậy là trái với đường xuất phát dự kiến ban đầu, Trọng Hoàng thi đấu chính thức ngày hôm nay. Vào giờ chót thì Trọng Hoàng đã có mặt trong đội hình chính. Hai đội đã nhập cuộc với tốc độ trung bình. Ở đường xuất phát ngày hôm nay, Trọng Hoàng đá bên cánh phải thay cho Hồ Tấn Tài. Theo dự kiến ban đầu thì Tấn Tài thi đấu chính thức. Tuy nhiên phút chót Đồng Bang Sơ đã lựa chọn Trọng Hoàng đá bên cánh phải. Huyền Thoại Phan Diamat năm nay 57 tuổi. Khi còn là cầu thủ, Phan Diamat từng chơi bóng ở Hà Lan, Hy Lạp, Indonesia và Malaysia.
pha dốc bóng của Pasia. Quả phạt cho U22 Singapore. Đến lúc này thì những pha bóng dài, bóng bổng là cách chơi quen thuộc của U22 Singapore tại SEA Games 30. Một pha xử lý bị quá chân. Cầu thủ thực hiện pha đá phạt là Bin Ramli. Đức Chiến. Thành Trung. Ngọc Bảo. Thủ môn Văn Toản năm nay 19 tuổi. Ở lượt đi mùa giải V-League 2019, Văn Toản được bắt chính nhiều ở câu lạc bộ Hải Phòng, thay thế cho Đặng Văn Lâm. Ở trận đấu gặp Indonesia, Trọng Hoàng lúc đầu tiên đá cao như mũi công bên cánh phải và có ít khoảng trống. Hiệp 2, Trọng Hoàng trở lại đá biên phải, đã chơi hiệu quả hơn nhiều. Ngọc Bảo, Đoàn Văn Hậu, đến lúc này tuyến giữa của Việt Nam chưa cầm được bóng. Thi đấu chưa đúng ý đồ của ông Park Sơ. Singapore đang thi đấu quyết tâm. Những pha áp sát của Singapore đang khiến cho Việt Nam khó khăn trong việc triển khai cách chơi. Người đến biên là Bin Siarun. Các trận đấu tại SEA Games bao giờ cũng diễn ra dày đặc, đòi hỏi các huấn luyện viên phải xoay tua và các cầu thủ phát huy được sự đa năng trong đội hình. Ngày hôm nay vào giờ chót thì Trọng Hoàng đã được đền tên đá chính chứ không phải là Hồ Tấn Tài. Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng là những sự bổ sung quá tuổi của U20 Việt Nam tại SEA Games 30. Pha mở bóng dài, không thể liên lạc được với nhau. Bóng được chuyền cho Đoàn Văn Hậu. Như thường lệ có đông đảo cổ động viên sát cánh cùng U22
trên sân Rizal Memorial ở thủ đô Manila của Philippines. Đây là sân bóng được xây từ năm 1934, có sức chứa là 12.873 khán giả. Có thể nói sân Rizal Memorial là một chứng tích lịch sử của thể thao Philippines, nơi đã từng diễn ra các cuộc tranh tài của ASEAN, SEA Games và AFF Cup. Pha cắt bóng của Đức Chiến. Ba Nguyễn đang nhắc nhở cao thủ phải tập trung vào, phải liên lạc với nhau thường xuyên. Cao thủ Singapore bao giờ cũng là những người có thể hình và thể lực tốt. Cách chơi của Singapore có thể không giàu kỹ thuật, tuy nhiên họ luôn đá tập trung. Với mặt cỏ nhân tạo và trơn sau mưa thì rõ ràng là khó người khó ta, tuy nhiên sẽ khó cho Việt Nam hơn là Singapore. Bởi vì cách chơi của Việt Nam đa dạng, thường xuyên đá nhiều nhịp hơn so với Singapore. Singapore nhựa nhiều vào cách chơi đơn giản, bóng dài. Trong hoàng tranh bóng với con trai của Phan Diamat, Ichan Fandi. Đường chuyền vào của Searun. Văn Toản chọn đúng điểm rơi. Ngoài sải tay dài thì Văn Toản có ưu điểm là chơi chân tốt. Các vị trí vẫn chưa thể kết nối được với nhau. Trọng Hoàng. Thanh Sơn đã thi đấu bên cạnh Việt Hưng ở trận đấu gặp U22 Lào, trận thứ hai của Việt Nam tại SEA Games 30. Trong trận đấu gặp Indonesia, Hoàng Đức đã lập siêu phẩm với một cú đá có thể nói là như quay búa, bóng đi như búa ổ từ ngoài vòng 16m50. Cháy lưới của Indonesia. Phút thứ 14 hiệp 1 của trận đấu và tỷ số vẫn là không đều. Đây là Bin Salamat, người đá phạt cho Singapore. Trên hàng tiền đạo của U22 Singapore lúc này vẫn là bộ đôi Ichan Fandi và Bin Ramli. Trong trận đấu gặp Indonesia, Đức Chiến được đưa vào sân ở những phút cuối cùng. Khi đưa Đức Chiến vào sân, thiếu Hoàng Sơ kỳ vọng Đức Chiến sẽ chơi như một trung vệ có thể dâng cao. Cầu thủ Việt Nam vẫn chưa thể cầm được bóng. Thẻ vàng dành cho Đức Chiến.
thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu. Có thể người đá phạt là Ifan Fandi, người con trai đầu của Phan Emat và là đội trưởng của U22 Singapore. Quả phạt này nếu đá tốt sẽ rất nguy hiểm. Quả phạt vừa với một cú đá mu trong chân phải. Ifan Fandi, bóng đi chìm. Pha bắt bóng vất vả của Văn Toàn. Cuối cùng thủ môn của Hải Phòng cũng đã bắt được bóng. Cú đá không đơn giản. Bóng đi trượt trên mặt cỏ trơn. Đoàn Văn Hậu. Thành Trung. Đường chuyền của Đức Chiến. Trọng Hoàng. Đoàn Văn Hậu. Có lẽ là khi đưa Văn Hậu sang cánh trái thì Văn Hậu sẽ phát huy được đẳng cấp rõ ràng hơn, sức tấn công cũng sẽ tốt hơn. Đức Chiến. Đến lúc này thì đồng đội hầu như chưa thể chuyền bóng cho Đức Trinh. Quang Hải. Pha lấy bóng kịp thời của Ifan Fandi. Pha mở dài của Ifan Fandi. Cách đá của Singapore đơn giản. Tuy nhiên trên mặt cỏ nhân tạo và sân chơi như thế này thì đôi khi lại gây ra những khó khăn đột xuất. Sau trận đấu với Indonesia, Quang Hải nói rằng anh sẽ cần có thời gian thêm để thích nghi với mặt cỏ nhân tạo. Quang Hải bị đau sau va chạm với đội trưởng Ifan Fandi. Cầu thủ đang chơi bóng tại Thái Lan cho Pathum. Bác sĩ cho người Hàn Quốc đang chăm sóc cho Quang Hải. Trước trận đấu ngày hôm nay thì công ty cổ phần tập đoàn FIT đã công bố sẽ thưởng cho U22 Việt Nam 1 tỷ đồng nếu lọt vào chung kết và sẽ thưởng thêm 1 tỷ đồng nếu chúng ta vô địch kỳ SEA Games lần này. Từ ngày hội nhập năm 91, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể một lần vô địch SEA Games. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang trao đổi với Quang Hải thông qua trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa. Có lẽ là trong sự nghiệp cầm quân của mình, ông Hang-seo cũng chưa bao giờ phải đối diện với mật độ thi đấu 2 ngày một trận. Các huấn luyện viên ở những nền bóng đá lớn phát triển khi đến với Đông Nam Á thì sẽ phải theo những điều luật rất riêng.
Ban huấn luyện liên tục phải kêu gọi các thủ tập trung hơn. Đến lúc này có thể nói là U20 Việt Nam vẫn chưa có được định hướng cho cách chơi. Singapore đang dàn trận tốt hơn. Rất nguy hiểm. Bóng được treo sát sang ngang. Tình huống vô cùng giống với bàn thua của Bùi Tiến Dũng trong trận đấu gặp Indonesia. Lần này thì Văn Toản đã theo đúng nguyên tắc đề ra cho các thủ môn, đó là đấm bóng với những đường bóng treo sát sàng ngang. Đấm bóng hoặc là hất bóng ra ngoài, đó là giải pháp an toàn. Văn Toản đã bắt dính bóng. Văn Toản đã được thử sức từ trận đấu gặp Lào. Đây là trận đấu thứ hai Văn Toản bắt dính. Pha phát bóng không được như ý của Văn Toản. Ở V-League, Văn Toản là một thủ môn chơi chân khá hay. Đỗ Hùng Dũng sẽ vào sân. Chúng ta cần một vị trí để ổn định tuyến giữa để có thể cầm được bóng. U20 Việt Nam đang để mất tuyến giữa. Trọng Hoàng. Đến lúc này chúng ta hầu như chưa thấy Triệu Việt Hưng xuất hiện ở khu vực giữa sân. Đỗ Hùng Dũng vào sân thay cho Quang Hải. Quang Hải bị đau. Quang Hải bị đau sau va chạm với Ifavani. Và trước đó thì Quang Hải cũng đã tỏ ra khó khăn trong việc thực hiện các thao tác của mình. Băng đội trưởng được trao cho Đỗ Hùng Dũng. Hùng Dũng và Quang Hải đều đã có mỗi người một bàn thắng ở SEA Games lần này. Quả tạt vào. Một pha trồng biên tuy nhiên chưa được như ý. Vào lúc này tại bảng A của môn bóng nam, Myanmar với 10 điểm đã chắc chắn đoàn kết, thậm chí là chắc chắn đã dẫn đầu bảng A. Malaysia, Philippines và Campuchia đều đang có được 4 điểm. Timor-Leste chưa có điểm. Ngày mai Malaysia gặp Campuchia, còn Philippines gặp Timor-Leste. Myanmar đã đủ cả 4 trận và đã chắc chắn dẫn đầu bảng A. Bóng đá trẻ Singapore chưa giờ được đánh giá cao. Cho dù đội tuyển lớn của họ đã từng là một thế lực của Đông Nam Á. Indonesia đang dẫn Brunei 1-0 ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Chắc chắn đội bóng xứ Vạn Đảo sẽ giành trọn 3 điểm trước Brunei và nhiều khả năng sẽ là một chiến thắng đậm. Indonesia đã chứng tỏ được rất nhiều trong trận đấu gặp Việt Nam. Có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy một lứa cầu thủ Indonesia chơi phòng ngự tập trung, kết hợp tốt giữa đeo bám, tiểu xảo và phòng ngự khu vực. Bóng đá Indonesia thường được biết đến với cách chơi không thay đổi qua năm tháng, cống hiến, tấn công nhiều. Tuy nhiên hậu vệ thường xuyên sơ hở. Nhưng bây giờ dường như ông Shafri đã có một bóng rất khác.
một pha đỡ bóng không tốt, rất cố gắng đeo bám lấy cơ hội. Đó là Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng là cầu thủ đã chơi xuất sắc trong trận đấu gặp Indonesia. Ở thời điểm mà toàn đội đang khó khăn, lúng túng, có thể mất định hướng thì Hùng Dũng vẫn chơi nỗ lực kết nối các vị trí. Bin Siarun. Ihsan Fandi. Fandi Ahmad là người đã chơi bóng nhiều năm ở nước ngoài, vì thế cũng dễ hiểu khi ông quyết định đưa hai người con trai ra nước ngoài thi đấu khi còn rất trẻ. Ihsan Fandi và Ifan Fandi đã cùng nhau thi đấu tại AFF Cup năm ngoái. Lúc đó Singapore cũng được dẫn dắt bởi Fandi Ahmad. Khi còn là cầu thủ, Fandi Ahmad từng ghi bàn ở Cúp UEFA vào lưới Inter Milan, thời điểm ông còn khoác áo Groningen của Hà Lan. Đến bây giờ Fandi Ahmad vẫn là cầu thủ Đông Nam Á thành công nhất khi ra nước ngoài thi đấu. Đường chuyền khe. Từ lúc Hùng Dũng vào sân, tuyến giữa Việt Nam đã chơi có nhịp hơn. Đội Việt Nam vừa phải nhận thêm một thẻ vàng, đó là Ngọc Bảo. Các thẻ vàng của Việt Nam lúc này đều thuộc về các trung vệ Đức Chiến và Ngọc Bảo. Điều này cũng đã nói lên phần nào tuyến giữa của U20 Việt Nam chơi không tốt. Cú đá thẳng về cầu môn của Văn Toàn, bóng đi quá bổng. Pha dứt điểm của Bin Salamat. Biên cho cầu thủ Việt Nam. Trọng Hoàng là người chạm bóng cuối cùng. Người đá biên là Siarun. Sau khi dẫn dắt Singapore thi đấu tại AFF Cup năm ngoái, huấn luyện viên Fandi Ahmad đã rút về làm việc với Young Lions, nơi được coi là vườn ươm bóng đá trẻ của Singapore. Đến kỳ SEA Games này thì Fandi Ahmad dẫn dắt U22 Singapore. Đường chuyền quá mạnh của Ihsan Fandi. Đến lúc này hậu vệ Việt Nam luôn dành cho Ihsan Fandi sự chăm sóc kỹ lưỡng. Chơi đến điểm này thì S-League, tức là giải bóng đá Singapore năm 2019 đã kết thúc. S-League 2019 có 9 đội góp mặt. Các đội bóng thi đấu vòng tròn 3 lượt. Đội bóng đá vô địch sau 24 vòng đấu là đội tuyển Brunei. Xếp thứ hai là câu lạc bộ danh tiếng Tampa Rover. Vẫn còn Hà Đức Chinh. Pha cản phá hậu vệ trái Bin Siarun.
Cho đến điểm này, U20 Việt Nam chủ yếu lên bóng ở cánh phải. Bin Siarun. Đỗ Hùng Dũng. Chuyền vào trong. Pha phản công của Singapore. Trọng Hoàng phạm lỗi. Nếu như Stewart Griffin đi qua Trọng Hoàng thì sẽ là một pha bóng hết sức nguy hiểm. Có lẽ vừa rồi là một tình huống mà Stewart Griffin đã chủ động ngã. Thi đấu trên mặt sân chân trượt sẽ có những pha bóng rất bất ngờ. Ifan Fandi. Cầu thủ Việt Nam đang chơi lúng túng và dường như Park Seo cũng có những lúng túng giống như hiệp một trận đấu gặp Indonesia. Trọng Hoàng. Pha chạy bóng quyết liệt và phạm lỗi của Vasia. Đức Chiến đá phạt. Pha phạm lỗi. Lỗi của Pasia. Đức Chiến đã bị đau ở tay. Giống như hiệp một trận đấu, Indonesia đang có những vấn đề ngoài sự kiểm soát của ông Park Seo.
lẽ đây là lần đầu ở một kỳ SEA Games mà tất cả trận đấu đều diễn ra trên mặt cỏ nhân tạo. Bóng đá Đông Nam Á trước đây từng có những trận đấu ở mặt cỏ nhân tạo, tuy nhiên đó chỉ là một số trận đấu, thường là các trận đấu cùng giờ ở vòng bảng. Pha ném biên của Bin Siarun. Không thể có một pha xử lý chủ động. Cái đây 28 năm bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại chính ở Philippines, SEA Games 1991. Lúc bây giờ bóng đá Việt Nam đầy bỡ ngỡ dự SEA Games với áo đấu quảng cáo cho một hãng mì mà không biết rằng FIFA cấm quảng cáo trên áo. Hoàng Đức chưa xuất hiện nhiều từ đầu trận đấu. Trợ lý số 1 của Phan Emad lúc này là Nasri Nasir, đội trưởng của Singapore vô địch Cup Tiger năm 98. Thủ môn Bin Zafan đang chơi cho Young Lion. Đội bóng từ được dẫn bởi chính Phan Emad. Sau nhiều năm chơi bóng nước ngoài, Phan Emad đã trở về Singapore là một trong thành viên gây dựng S-League, tức là giải bóng đá chuyên nghiệp Singapore, diễn ra vào năm 1996. Những năm gần đây, Phan Emad thường xuyên chăm lo cho Young Lion, nơi được coi là lò đào trẻ của Singapore. Pha phạm lỗi của Bin Siarun. Lỗi của Trần Thanh Sơn. Và phát bóng dài của Bin Safan. Bảo.
Cầu thủ Việt Nam chưa thể tạo ra một pha bóng bất kỳ nào có nét gần cầu môn của U22 Singapore. Đó là một điều rất ngạc nhiên. Kể cả chúng ta đá trên mặt sân không thuận lợi thì những gì đang diễn ra thật sự là không nằm trong sự kiểm soát của ông Park Hang-seo. Huấn luyện Park Hang-seo đã đúng khi nói rằng ở SEA Games lần này mỗi một trận đấu là một tính toán cụ thể, tính từng trận một. Bóng chặn tay Hoàng Đức. Ifan Fandi đá phạt. Ifan Fandi nhắm lên vị trí của hàng em ruột là Ihsan Fandi. Cả hai người con của Phan Đại Mát đều có chiều cao vượt trội. Vợ của Phan Đại Mát và là mẹ của Ihsan cũng như Ifan là một người mẫu có tiếng của Singapore. Ifan Fandi. Bin Siarun. Pha phạm lỗi. Tình huống chủ động ngã của cầu thủ Singapore. Tuy nhiên ông trọng tài người Kuwait Amma Askanani đã thổi phạt. Hậu vệ Việt Nam và thủ môn Văn Toản đang phải chịu sức ép nhiều hơn dự kiến do tuyến giữa vẫn đang chơi không tốt. Có lẽ lúc này chúng ta cũng chỉ mong hiệp một khép lại với tỷ số không đều mà thôi. Bin Siarun. Cầu thủ có chân trái rất khéo. Đoàn Văn Hậu, cầu thủ quan nhất của Việt Nam đang theo kèm Ifan Fandi. Bóng được hàng rào. Trong hiệp một này, những pha lên bóng của hai bên chủ yếu tập trung ở phía cánh gần khán đài A. Cánh phải của Việt Nam và là cánh trái của U22 Singapore. Bin Siarun. Rất may là trong hiệp một này Văn Toản đã tỏ ra chắc chắn trong cầu môn. Điều này đã vừa đội Việt Nam vừa giúp Việt Nam giữ sạch lưới lúc này, là vừa khiến cho các trung vệ yên tâm. Quả phạt cho Việt Nam.
những giây cuối cùng hiệp 1 của trận đấu. Đỗ Hùng Dũng đá phạt. Pha treo bóng. Đánh đầu vào. Phạt góc cho Việt Nam. Pha cản phá của Mohamed Ifan. Chưa kịp đá phạt góc thì ông trọng tài người Kuwait Ammar Askanawi đã nổi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu. Hàng phòng ngự còn chơi tạm được và đặc biệt rất may trong cầu môn Văn Toàn đã vững vàng để hóa giải những pha bóng có thể coi là cơ hội của U22 Singapore. Ở hiệp 1, Singapore không thay người, còn Việt Nam thay một cầu thủ. Đỗ Hùng Dũng vào sân thay cho Quang Hải. Quang Hải đã gặp phải chấn thương. Quang Hải bị đau sau pha va chạm với Ifan Fandi và được thay ra. Ở hiệp 1, ông trọng tài người Kuwait Ammar Askanani rút ra hai thẻ vàng đều thuộc Việt Nam. Hiệp 2 đã bắt đầu. Trong hiệp 1, Đức Chiến và Ngọc Bảo là những người phải nhận thẻ vàng sau khi tiền vệ ở giữa sân ngăn chặn không tốt và trung vệ của Việt Nam phải đối mặt với cầu thủ to cao của đội bạn. Ngọc Bảo rất lóng ngóng. Theo quan sát của chúng tôi đến lúc này, U22 Singapore chưa thay người. Rất có thể trong hiệp 2 ông Basser tiếp tục có những thay đổi người và có thể sẽ thay người sớm. Đây là một pha rất lóng ngóng. Rất có thể là cầu thủ Việt Nam đã gặp phải trạng thái không tốt. Với kết quả bất lợi của Thái Lan thì toàn đội cảm thấy cửa vào bán kết đã mở ra rất rộng. Đang lâng lâng có thể gặp phải đối phương khó chơi và chưa kịp thích nghi. Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn. Đường chuyền vào của Đặng Văn Hậu. Lúc này mưa đã ngớt khá lâu. Mặt sân đang tốt dần lên và Việt Nam cần phải chứng tỏ được ưu thế rõ rệt về chuyên môn. Phải chứng tỏ được những điều vượt trội về khả năng xử lý bóng. Số 6 của U22 Singapore là Jacob Williams. Ngọc Bảo đã phạt. Ở hiệp 1 sau khi vào sân, Đỗ Hùng Dũng đá cao ở phía trên. Bộ đôi tiền vệ trung tâm vẫn là hai cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, Thanh Sơn và Việt Hưng.
Mohamed Ikfan. Indonesia lúc này đang dẫn Brunei 3-0 ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Pha phạm lỗi của Pasia. Pasia là cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Garena. Trong trận đấu với Indonesia thì khi khó khăn, đội hai ông Quang Sơ đã tung tiền đạo thứ hai vào sân. Pha xử lý của Pasia. Trong hiệp 1 của trận đấu bên cánh trái U22 Singapore, cầu thủ số 12 Bin Siarin đã chơi rất hay. Tiến Linh vào sân thay cho Thanh Sơn. Đây là phút thứ 62 của trận đấu, vòng Bang Sơ đã tung trung phong thứ hai vào sân. Trận đấu ở Indonesia, lối chơi của Việt Nam lập tức đổi khác khi chúng ta chuyển sang chơi với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 với hai trung phong thực sự. U22 Việt Nam vừa rồi đã thay cầu thủ thứ hai. Trong hiệp 1 của trận đấu, thủ môn Văn Toản đã chơi tốt trong cầu môn, bình tĩnh hóa giải những pha bóng nguy hiểm của U22 Singapore. Đoàn Văn Hậu. Đường chuyền của Đức Chiến. Đến lúc này thì những tình huống mà cầu thủ Việt Nam tranh thủ bóng dài đều không đạt được mục đích. Thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo, nếu như kết hợp được giữa những pha bóng quen thuộc của Việt Nam với những pha mở dài chính xác sẽ là điều rất bổ ích. Tuy nhiên chúng ta chưa thực hiện tốt những pha mở bóng dài. Siarun. Có cơ hội. Tiến Linh. Tiến Linh đã rất cố gắng băng lên giành giật cơ hội. Dấu ấn đầu tiên của trung vong thứ hai có mặt trên sân. Tiến Linh có khả năng cản lướt cao trên 1m80, sẵn sàng ăn chịu về mặt va chạm với hậu vệ to cao của Singapore. Chúng ta hy vọng Tiến Linh và Đức Trinh sẽ kết hợp tốt. Tiến Linh to cao, còn Đức Trinh phát huy những pha băng cắt. Đỗ Hùng Dũng. Phép lợi thế cho Singapore.
Rất may là đã cắt được nhịp đầu tiên. Trọng Hoàng chuyền vào, pha bóng qua nét. Đây là một pha phối hợp đúng bài của đội Việt Nam. Rất tiếc là người bên trong chưa thể tiếp cận để tạo ra điểm cắt. Van der Mart giải nghệ năm 1999 trong màu áo của Singapore Ahmed Fox và sau đó lập tức chuyển sang công tác huấn luyện. Trọng Hoàng, pha bóng 5-5 thua. Đỗ Hùng Dũng, đây là phút thứ 11 hiệp 2 của trận đấu và tỷ số vẫn là không đều. Người bị đau là Bin Siarun. Trên hàng công của U22 Singapore, Ihsan Fandi vẫn đang chờ đợi những pha mở bóng dài và bổng. Đó là sở trường của tiền đạo này. Trên sân Rizal Memorial lúc này của đội Việt Nam áp đảo so với những người cổ vũ cho Singapore. Có thể nói cổ động viên luôn là một tài sản vô giá của bóng đá Việt Nam. Ngọc Bảo, Đoàn Văn Hậu, Việt Hưng, Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng chuyền vào, rất thiếu chính xác. Pha sút bóng của Đoàn Văn Hậu. Sau đây 2 ngày lượt đấu cuối ở bảng B sẽ diễn ra. Các trận đấu đều bắt đầu lúc 15 giờ theo giờ Việt Nam. Việt Nam sẽ gặp Thái Lan, Singapore gặp Brunei, Indonesia gặp Lào. Đội Lào đã chứng tỏ sự kiên cường khi gặp Thái Lan và chỉ chịu thua 2 bàn ở những phút cuối cùng. Đoàn Văn Hậu chuyền vào, pha xử lý của Hoàng Đức. Lại là Đỗ Hùng Dũng,
không dễ để uy hiếp Singapore với những pha bóng bổng và những tình huống cố định. Hơi sai nhịp. Trọng Hoàng. Triệu Việt Hưng. Ngọc Bảo. Hoàng Đức. Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ Việt Nam đã có một thế trận tốt hơn. Rất nỗ lực, có thể tạo ra cơ hội, không được. Phản dứt điểm của Tiến Linh. Tiến Linh vào sân và đã gây ra nhiều khó khăn cho phòng ngự của Singapore. Cú đá không được như ý của Tiến Linh. Dù sao những pha dứt điểm như vừa rồi để tạo ra cơ hội cũng là rất cần thiết. Áp lực tiếp tục gia tăng. Giải bóng đá nhà nghề của Singapore bắt đầu có từ năm 1996. Đội bóng đầu tiên vô địch S-League là Geylang United. Đến bây giờ thì Wario là đội bóng vô địch Singapore nhiều nhất với 9 lần đăng quang. Tampa Rover 5 lần vô địch. Đội bóng Nhật Bản Albirex Niigata đã 3 lần vô địch S-League. Đội tuyển Brunei 6 lần tham dự đã 2 lần đăng quang ở S-League. Trong đó có lần gần nhất năm 2019. Văn Hậu thất thế và bây giờ phải phạm lỗi. Những cầu thủ như Văn Hậu hay là Quang Hải đã phải thi đấu nhiều trong năm 2019. Với Văn Hậu là rất nhiều trên lúc sang gia nhập Hirenvin. Quang Hải là người đá nhiều nhất. Pha treo bóng của Bin Salamat. Đây là thời điểm bóng đá Việt Nam có những trung vệ to cao để tạo ra khả năng không chiến tốt trước những pha treo bóng. Pha phạm lỗi của Đức Chiến. Ở trận đấu gặp Indonesia, Tấn Sinh đã bị đau trở lại.
Ngày hôm nay Tấn Sinh ngồi trên ghế dự bị. Trọng Hùng cũng có mặt trên ghế dự bị. Trọng Hùng đã bị đau từ trận đấu gặp Brunei và vắng mặt cho đến điểm này. Hàng loạt những cầu thủ đang ôm sát nhau. Đoàn Văn Hậu luôn theo sát trung vệ Ifafandi ở những tình huống cho bóng bổng. Bin Ramli, bóng được phá ra. Những tình huống như vừa rồi chính là vũ khí lại nhất của Singapore. Điều này đã được duy trì qua hai thập kỷ qua. Đây là Muhammad Irfan. Pha phản công. Đỗ Hùng Dũng. Ngọc Bảo. Đoàn Văn Hậu. Ngọc Bảo. Đoàn Văn Hậu. Tiến Linh đang là người chơi cao nhất hàng không của U22 Việt Nam. Những ngày căng thẳng vất vả của ông Park Hang-seo. Ngay trước SEA Games là những trận đấu căng thẳng cam go tại vòng loại World Cup. Đoàn Văn Hậu. Pha phạm lỗi. Lỗi của Bin Suliman. Trong hiệp một, Singapore đã thành công khi đưa trận đấu vào thế đua sức. Đoàn Văn Hậu. Trọng Nguyên rất hay. Chuyển vào. Đoàn Văn Hậu. Tiến Linh. Trọng tài thổi phạt cầu thủ Việt Nam. Cho đến chiều nay thì một số vị trí của Việt Nam đã bộc lộ sự sa sút về thể lực. Ném biên cho Singapore.
Muhammad Irfan. Pha phạm lỗi của Bin Salamat. Trận đấu vẫn tiếp tục. Văn Toản rất hay chọn đúng điểm rơi. Bắt bóng gọn gàng. Đội Việt Nam thay cầu thủ cuối cùng. Thanh Thịnh vào sân. Rời sân là Ngọc Bảo. Sẽ có thêm sự tăng cường cho cánh trái. Đoàn Văn Hậu sẽ lùi về đá trung vệ bên trái. Và Thanh Thịnh sẽ leo biên. Indonesia đang dẫn Brunei 4-0. Đến lúc này cả Brunei lẫn Singapore đều chưa thể ghi bàn tại SEA lần này. Rất cố gắng tranh bóng. Chúng ta hy vọng Thanh Thịnh vào sân và sẽ tạo ra những pha bóng tốc độ ở bên cánh trái. Tiến Linh đột phá. Rất tiếc là vấp bóng. Văn Toản. Pha xử lý chủ động. Những trận đấu như này sẽ giúp cho thủ môn 19 tuổi Văn Toản trưởng thành hơn rất nhiều. Thanh Thịnh. U22 Việt Nam vẫn đang có một thế trận tốt hơn. Chúng ta cần phải gây được áp lực thường xuyên hơn. Trọng Hoàng. Phối hợp tốt, Trọng Hoàng. Vẫn dọc theo bên phải. Trọng Hoàng chuyền vào. Chúng ta làm vẫn chưa được tốt ở những đường bóng quyết định. Những miếng dàn xếp từ giữa sân đã mạch lạc hơn. Và bây giờ là lúc cần thêm những pha bóng chính xác, cần thêm độ lạnh lùng ở những tình huống dứt điểm. Triệu Việt Hưng. Đoàn Văn Hậu. Hoàng Đức qua người tốt. Hoàng Đức. Thanh Thịnh. Đoàn Văn Hậu. Singapore đã chủ động lùi thấp đội hình. Quả đá phạt cho U22 Việt Nam.
Đỗ Hùng Dũng. Việt Hưng ném biên cho Việt Nam. Trung về đội trưởng Ifan Fandi bị đau. Đến lúc này Singapore chưa thay người. Chúng ta xem lại tình huống dẫn đến việc Ifan Fandi bị đau. Fandi bị đau khi tiếp đất sau một pha tranh bóng bổng. Nhiều năm nay bóng đá Singapore luôn có bác sĩ nữ. Trọng Hoàng. Không chính xác. Nếu hòa trận đấu này thì Việt Nam vẫn cần phải ít nhất là hòa Thái Lan thì mới chắc chắn lọt vào bán kết. Việt Hưng đánh đâu không vào. Tình huống bật lên của Đoàn Văn Hậu, đó là một cách phối hợp mà Quang Hải ở những trận trước thường xuyên phối hợp với Văn Hậu từ những pha phạt góc bên cánh phải. Thanh Thịnh. Nếu như tại bảng A Myanmar chắc chắn đã giành quyền bán kết thì ở bảng B có thể khẳng định là sẽ không có đội nào 100% chắc suất trước khi đá lượt trận cuối cùng. Cầu thủ bị đau là Bin Siarun. Huấn luyện viên Phan Đi Amat vẫn chưa thay người. Thanh Thịnh phối hợp không thể dùng ra cú sút.
Indonesia đang dẫn Brunei 6-0. Hà Đức Chinh đã không thể có cú ra sân. Đội bạn đã kịp can thiệp. Chúng ta lại chờ đợi những cầu thủ tầm cao dứt điểm. Đỗ Hùng Dũng chuyền vào. Singapore vẫn đang phòng ngự tập trung, hiệu quả trong việc chống bóng mỏng. Hoàng Đức dứt điểm chân trái. Thanh Thịnh. Các cầu thủ áo đỏ vẫn đang cố gắng lấp đầy những khoảng trống trong vòng cấm. Đánh đầu. Rất tiếc là không chính xác. Phạt dứt điểm của Tiến Linh. Hết sức đáng tiếc cho pha bóng vừa rồi. Tiến Linh đã có được 3 bàn thắng ở giải đấu năm nay, với Hà Đức Chinh là 4 bàn. Pha xử lý của Đức Chiến. Đây là trận đấu thứ tư của U20 Việt Nam tại SEA Games lần này. Đến lúc này Bùi Tiến Dũng bắt chính 2 trận, Văn Toản bắt chính 2 trận. Muhammad Ifan. Đỗ Hùng Dũng. Trọng Hoàng. Sút bóng. Cú đá trúng lưng cầu thủ áo đỏ. Phút thứ 83 của trận đấu. Đoàn Văn Hậu. Pha cắt bóng chủ động, đó là Thành Trung. Trọng Hoàng. Chuyền vào. Rất tiếc. Cầu thủ Việt Nam đang ép sân toàn diện. Vướng gì mà Singapore đã chứng tỏ thì ngày hôm nay nếu họ hòa được Việt Nam, đó là một tỷ số quá tốt. Singapore đã chắc chắn bị loại. Huấn luyện viên Phan Đình Mát thay cầu thủ đầu tiên. Hiện nay trợ lý số 2 của Phan Đình Mát là Jun Kanaen, cũng là một cầu thủ Singapore.
Trợ lý số 1 là Nasri Nasir. Indonesia đang dẫn đua đấy 8-0. Như vậy là Pasia đã rời sân. Đánh đầu. Vào! Bàn thắng đây rồi các bạn ơi. Hà Đức Chinh đã ghi bàn. Sau những nỗ lực ép sân liên tục, cuối cùng Việt Nam đã có bàn thắng. Phút thứ 85 của trận đấu. Mãi đến bây giờ chúng ta mới có niềm vui. Rất nhiều khó khăn. Và đến bây giờ thì thế bế tắc mới được khai thông. Hà Đức Chinh đón bóng ở nhịp thứ hai. Đoàn Văn Hậu. Đây là một miếng đánh quen thuộc của Việt Nam từ những pha phạt góc bên cánh phải. Bóng được treo cặp vào cho Đoàn Văn Hậu dâng lên từ vị trí của mình. Ở nhịp thứ hai thì Hà Đức Chinh đã dứt điểm thành công. Bàn thắng thứ 5 của Đức Chinh ở SEA Games lần này. Chúc mừng Hà Đức Chinh và U22 Việt Nam. Nếu như Việt Nam thắng 1-0 ngày hôm nay thì với thể thức thi đấu của SEA Games, chúng ta thậm chí thua Thái Lan 2 quả trận cuối vòng bảng cũng vẫn đi tiếp. SEA Games vẫn tính hiệu số bàn thắng bàn thua. Sau rất nhiều nỗ lực, rất nhiều khó khăn, chúng ta đá với hai trung phong và Đức Trình đã ghi bàn. Khi mà Quang Hải không ở trên sân thì Việt Hưng là người đá những quả phạt góc chân trái, đưa bóng quặp đến vị trí của Đoàn Văn Hậu dâng lên ở góc 5m50. Bây giờ là lúc Singapore có lẽ phải dâng lên. Singapore vẫn chưa có bàn thắng nào ở SEA Games lần này. Sút bóng. Không vào. Cú đá của Triệu Việt Hưng. Việt Hưng đã tung ra cú đá chân trái sở trường. Cú đá lai ra má ngoài. Bóng đi rất có nét. Hoàng Đức chuyền vào, cắt bật, không vào. Những khoảng trống đã lộ ra nhiều hơn. Khi Hoàng Đức có cơ hội đá giãn ra biên nhiều hơn thì sẽ phát huy được nhiều hơn khả năng xử lý bóng của mình. Mãi rồi thì thủ môn Bin Sajan của U22 Singapore cũng phải vào lưới nhặt bóng. Phút thứ 89. Pha phạm lỗi. Lúc này thì trợ lý Liang Jin và huấn luyện Pang Sơ đã ra sát đường biên. Đoàn Văn Hậu chuyền bóng đổi cánh.
đường chuyền dài. Văn Toàn xử lý chính xác. U22 Singapore thay cầu thủ thứ hai. Rời sân là Bin Ramli. Farid Bin Ramli rời sân, vào sân là Swaimot. Lukman Rahman. Phút bù giờ đầu tiên hiệp 2 của trận đấu. Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. Singapore có thể thay thêm một cầu thủ. Nếu thắng 1-0 ngày hôm nay, Việt Nam sẽ có hiệu số bàn thắng thua là dương 13. Thái Lan lúc này hiệu số bàn thắng thua là dương 10. Trong trường hợp thắng 1-0 thì thậm chí Việt Nam thua 3 bàn vẫn đi tiếp, bởi vì vẫn còn hơn số bàn thắng. Có thể nói chưa bao giờ bóng đá Thái Lan đứng trước nguy cơ sớm bị loại như ở SEA Games lần này. Thái Lan từng có những năm không vượt qua được vòng bảng của SEA Games và AFF Cup. Tuy nhiên mọi chuyện bao giờ cũng căng thẳng đến những phút cuối cùng của lượt trận cuối. Đến lúc này có thể nói 99,9% Thái Lan đã bị loại. Huấn luyện viên Park Seo chỉ còn ít giây nữa thôi là hoàn tất bộ sưu tập chiến thắng trước đầy đủ những đối thủ lớn của Đông Nam Á. Singapore thay cầu thủ cuối cùng, vào sân là Joshua. Stewart Griffin rời sân. Lượt trận cuối Singapore gặp Brunei, và có thể đó là cơ hội để Singapore ghi bàn thắng đầu tiên tại SEA Games 30. Đoàn Văn Hậu chuyền vào trong. Đỗ Thành Thịnh. Và như vậy là tiếng còi mãn cuộc của ông trọng tài người Kuwait Aman Askanani đã nổi lên. Đội Việt Nam chiến thắng với tỷ số 1-0 với bàn thắng duy nhất của Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh đã bàn thắng thứ 5 tại SEA Games lần này, và đây là bàn thắng quan trọng.